Kính thưa quý vị, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 gây khó khăn cho đời sống, trật tự, an sinh xã hội, thì chưa bao giờ mà câu chuyện về ý thức người dân được bàn đến, nhắc đến nhiều nhất như thời điểm hiện tại. Vừa qua thì qua kênh hotline và số điện thoại đường dây nóng thì kênh truyền hình VTC9 chúng tôi cũng đã vừa nhận được thông tin của khán giả sinh sống tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã phản ánh. Hiện nay thì dù lực lượng chức năng ở tại khu vực quận cũng thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, tuyên truyền người dân cần phải thực hiện nghiêm các biện pháp, các quy tắc về phòng chống dịch bệnh, thế nhưng vẫn còn đó rất nhiều người dân với ý thức là chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Đây là hình ảnh ghi lại tại tuyến phố Hoàng Liệt, thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Người dân hồn nhiên ngồi trước cửa nhà, thậm chí vô tư đi ra ngoài đường cũng không hề đeo khẩu trang. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. Người dân chỉ chấp hành nghiêm khi xuất hiện bóng dáng lực lượng chức năng đi kiểm tra. Gửi phản ánh cho VTC9, khán giả cho rằng dù đã có khuyến cáo quy định với mức phạt cụ thể, song có lẽ Hà Nội chỉ có thể hết dịch nếu người dân tự có ý thức bảo vệ chính mình và những người xung quanh.